Hiện nay nhiều doanh nghiệp đã sử dụng cánh tay robot trong sản xuất. Tuy nhiên, không phải sinh viên nào mới ra trường cũng có thể sử dụng được ngay. Vì thế, một số trường đại học đã xây dựng phòng thí nghiệm robot đáp ứng yêu cầu thực hành của sinh viên. Đang theo học học phần về cánh tay robot và kỹ thuật robot. Thế nên khi nghe tin trường vừa lắp đặt phòng thí nghiệm riêng về lĩnh vực này, những sinh viên ngành tự động hóa như Thanh rất vui. Bởi lâu nay, Thanh chỉ hình dung nó qua YouTube hoặc Google và thực hành trong tưởng tượng. Những cái công nghệ ở đây thì rất là tiên tiến và một số cái loại cảm biến mà tới bây giờ em mới được học và được xem nó như thế nào. Khi mà em học trên lý thuyết thì em cũng khá là khó để hình dung mà có thể là ở ngoài thiệt thì nó như thế nào. Thì khi mà được bước vào cái phòng lab này thì em có thể nhìn được và cũng mong được là trong tương lai là tụi em có thể được học về cách điều khiển nó. Phòng thí nghiệm trị giá hơn 5 tỷ đồng này là kết quả hợp tác giữa Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và tập đoàn Yaskawa Electric Nhật Bản. Ngoài ba hệ thống robot tích hợp được thiết kế mô phỏng một dây chuyền gia công và kiểm tra sản phẩm trong nhà máy thông minh, phòng thí nghiệm robot còn được trang bị thêm 6 bộ điều khiển chuyển động để phục vụ nhu cầu thực hành của sinh viên. Thì robot Yaskawa là một trong những cái đơn vị mà hàng đầu tại Việt Nam cung cấp cho các công nghệ về tự động hóa nhà máy. Do vậy các bạn sinh viên khi mà được tiếp cận với cái phòng lab về robot Yaskawa sẽ có sự chuẩn bị rất là tốt và sẵn sàng cho cái việc bước vào các nhà máy và sử dụng các cái công nghệ mới hiện đại. Gắn lý thuyết với thực hành, khi thực hành phải sát với thực tế, những phòng thí nghiệm hiện đại như thế này sẽ giải quyết bài toán chất lượng với hai đối tượng là sinh viên và giảng viên. Giảng viên cũng dựa trên những cái thiết bị này rồi để làm cho cái bài giảng của mình được tốt hơn, đồng thời là thông qua cái phòng thí nghiệm này là không chỉ để giảng dạy cho sinh viên mà còn giảng dạy cho những cái đối tác ngoài doanh nghiệp. Khi công nghệ đang dần thay thế lao động chân tay, đòi hỏi nguồn nhân lực phải biết làm chủ công nghệ. Hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, cung ứng nhân lực chất lượng cao cho thị trường.